Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh chuyện audio Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện kết minh hôn Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh Comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới và bình luận Rồi chúng ta cùng nhau đến tập 95 của ngày hôm nay Trường 1052 Đến khi trèo được lên đỉnh núi Chúng tôi đã cảm nhận được từng đợt khí lạnh còn mạnh hơn khi ở phía dưới rất nhiều lần. Thông qua thiệt nhãn, tôi nhìn thấy những đám mây đen dày đặc vây quanh bên trên khe núi làng nhà. Những luồng thi khí và sát khí màu vàng nhạt nồng đậm di chuyển như là một dòng sông treo, chúng đang lao thẳng lên trời. Cảm giác áp lực mãnh liệt này khiến cho chúng tôi thấy vô cùng khó chịu. Nhưng chúng tôi cũng không có dám dừng lại mà để thở mà vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng khi chúng tôi đi đến bên kia của vách đá trên đỉnh núi khác, chỉ mới liếc nhìn vào bên trong khe núi một cái, cả ba chúng tôi đều chết lặng. Ai cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tất cả cùng hít một ngụm khí lạnh, thấy cả người đều choáng váng. Đưa mắt nhìn toàn cảnh, chúng tôi thấy cả khe núi này lít nhà lít nhít, chen đầy quỷ nô và thi quái. Chúng đó không ngừng lao về phía trước, không ngừng tràn ra bên ngoài. Số lượng kia, e rằng phải lấy ngàn làm đơn vị, cũng không rõ là có tất cả bao nhiêu con. Này, cái số lượng này thì chúng tôi có đánh đấm tới quái nào được chứ? Hơn nữa, cảnh tượng này còn gây ra cho người ta một loại ảo giác nơi đây nào phải là nhân gian đây rõ ràng chính là địa ngục. Đối với tình hình ở núi Lăng Nha, chúng tôi cũng đã biết được ít nhiều. Dù sao thì chúng tôi cũng đã từng tới đây, còn thâm nhập vào tầng chót nhất và lấy được bích lạc thạch đi. Nhưng mà hôm nay, khi thực sự tới đây và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở nơi này, chúng tôi vẫn không khỏi kiếp sợ. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Số lượng quỷ nô ở nơi này hoàn toàn vượt qua cảnh tượng của chúng tôi. Bên trong toàn bộ khe núi này, lúc nhúc toàn là quỷ nô và thi quái. Giống như thể quỷ môn quan đã bị mở ra, để vô số những con quỷ nô kia chui qua quỷ môn quan mà tràn vào nhân gian vậy. Cả người tôi đều căng cứng lại, vẻ mặt trầm xuống, có chút không thể tin nổi. Giờ phút này, lão phong cũng đã hít được mấy ngụ khí lạnh trời ạ à, sao lại sao lại có nhiều quỷ nô như vậy chứ đây đây thực sự chỉ là một phân đà của ta giáo mắt quỷ thôi hay sao sau khi lão phong kêu lên một tiếng tôi và phong ca cũng đều hoàn hồn lão phong nói không sai trong khe núi lăng nha này cùng lắm chỉ là một phân đà của ta giáo mắt quỷ mà thôi hơn nữa nghe bộ dung môn nói Phân đà này mới chỉ được thành lập trong vài năm gần đây. Chỉ một phân đà mới được thành lập có vài năm mà đã có được quy mô và số lượng quỷ nô lên lớn đến mức độ như thế này. Vậy nếu là tổng đà của tà giáo mắt quỷ, hay nói cách khác là toàn bộ tà giáo mắt quỷ gộp lại, phải có bao nhiêu u hồn dã quỷ, bao nhiêu thị sát cường thị đây? bây giờ tôi chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã thấy vô cùng đáng sợ và khủng hoảng nhưng mũi tên đã lên dây không thể không bắn ra hiện giờ mộ dung ngôn đã phát động mọi người chiến đấu rồi hơn nữa nghe ý tứ của mộ dung ngôn nếu lúc này tiến công hẳn là có thể giải quyết được những khó khăn trước đó nói cách khác lực lượng bên phe chúng tôi mạnh mẽ hơn hoặc là nói phe chúng tôi càng có nhiều binh nhiều tốt hơn hay sao dù lòng đã nghĩ như vậy nhưng tôi lại có chút lo lắng tuy nhiên tôi vẫn nói cuộc chiến đã bắt đầu rồi chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó thôi chỉ cần nhổ được cái phân đà của mắt quỷ ở đây ít nhất chúng ta có thể trải qua vài năm sống trong bình yên nói xong tôi trầm mặt xuống trong mắt cũng đã lóe lên sát khí cùng lúc đó tay tôi đã nắm chặt lấy chùi kiếm gỗ đào dứt khoát rút kiếm ra sau khi lão phong bị sốc cũng đã từ từ bình tĩnh trở lại cậu ấy đã trải qua bao sóng gió đương nhiên cũng không thực sự là bị dọa sợ lúc này lão phong cũng không chút do dự đã rút bảo đao ngự tiền đầy vết lõm của mình ra vào lúc này phong ca vẫn luôn giữ im lặng lại cau mày vẻ mặt nghi hoặc rồi bỗng mở miệng nói không đúng không có thích hợp đâu vừa nói phong ca vừa nhìn đám quỷ dày đặc bên trong khe núi rồi lắc đầu thấy phong ca như thế tôi có chút khó hiểu liền lên tiếng dò hỏi phong ca làm sao vậy có gì đó không ổn sao phong ca nghe thấy tôi hỏi lại nói thêm một câu không ổn sau đó mới chịu trả lời hai người nhìn xem đi Xét theo cái số lượng này E rằng nơi này phải có ít nhất 3.000 con quỷ Hùng trì cái đám quỷ này Đều không phải là u hồn giá quỷ bình thường Nhìn cái luồng âm khí kia đi Chỉ sợ chúng toàn là lệ quỷ đấy Ngay đến đó Tôi vẫn chưa cảm thấy có gì bất ổn Bên hỏi tiếp một câu nữa Nhưng điều này có nghĩa là gì? Vẻ mặt của Phong ca trở nên nghiêm trọng vấn đề chính là ở cái chỗ này đây có vấn đề sao là vấn đề gì mới được chứ bọn họ không phải là đều đang đứng sờ sờ ở đó hay sao lão phong cũng mở miệng hỏi nhưng phong ca lại không cho là như vậy ba ngàn lệ quỷ hai người nghĩ thử đi quỷ khí hơn ba ngàn lệ quỷ nặng đến thế nào chúng ta chỉ đứng cách bọn chúng có mấy trăm mét nếu như thật sự có hơn ba ngàn con lệ quỷ ở đây e rằng đều đã bị luồng sát khí nặng nề kia làm cho bị thương nặng rồi còn đâu. Mà sát khí ở đây đã hóa thành thương mù dày đặc bao phủ khắp bốn phía, vậy thực vật nơi này hẳn sẽ phải bị bao phủ bởi một tầng xương trắng, nhưng mà lại chẳng có cái gì cả. Nghe phòng cạp phân tích một lượt như vậy, tôi cảm thấy cũng có lý. Sát khí của ba ngàn lệ quỷ ti quái tập hợp lại với nhau nhất định sẽ tạo ra một làn xương sát khí dày đặc hơn nữa chúng còn có thể hóa thành thực thể nhưng trước mắt thì xem ra ngoài những đám mây đen bay trên không trung còn có luồng thi khí và sát khí màu vàng nhạt thì quả thật là không hề có xương trắng càng không xuất hiện cảnh tượng sương mù ngưng tụ nhưng điều này đại diện cho cái gì chứ tôi tự hỏi chính mình xem câu hỏi này vừa xuất hiện trong trí óc tôi dường như có một tia chớp lập tức xoẹt qua một tiếng răng rắc vang lên cả người tôi lại sững sờ rồi đột nhiên tôi nhìn về phía của phong ca mà lão phong ở bên cạnh tôi cũng giống như tôi chúng tôi cũng đồng thanh hỏi ơ hết thảy những thứ này đều là giả sao tôi và lão phong gần như đều hoảng hốt và bật ra câu hỏi còn Phong Ca chỉ để lộ một chút ý cười trên khóe môi. Xem ra hai người các cậu cũng không có quá ngốc đâu, không có sai. Những gì chúng ta đang thấy chỉ là giả thôi. Nơi này vốn không có nhiều lệ quỷ hay là quỷ nô thì quái đến như vậy đâu. Chẳng lẽ chúng ta đều bị trúng thuật che mắt trong lúc không để ý sao? Tôi kinh ngạc thốt lên một câu, đồng thời đảo mắt đánh giá khắp nơi, cảm giác có chút sợ hãi. Lão Phòng cũng trầm mặc, cảnh giác mà đưa mắt nhìn khắp bốn phía phong ca thì cũng gật đầu có cái khả năng này còn về việc đối phương đã che mắt chúng ta bằng cách nào tạm thời còn hơi khó nói đấy bà chúng tôi đều không hiểu rõ nhưng có người ở một bên khác ở khe núi thì rất rõ đột nhiên tiếng la hét rung trời vang lên đám đông ồ ạt quỷ ảnh rất mạnh đủ các loại thứ âm thanh gào thét vang lên xen lẫn vào với nhau không ngừng vang vọng khắp núi làng nhà đương nhiên những âm thanh này đều là do đám quỷ này phát ra ngoài từ những người trừ ta đã được mở thiên nhãn giống như chúng tôi và những người có rất ít dương hòa lập ra còn lại người thường hầu như sẽ không nghe thấy được những âm thanh hỗn loạn này người bình thường cho dù lúc này đang đứng giữa đám quỷ cũng sẽ không nghe được âm thanh gì cả thứ duy nhất mà họ cảm nhận được chỉ là khí lạnh mà thôi. Nghe thấy những âm thanh này, trong lòng chúng tôi lại thấy hồi hộp. Hồ. Tới rồi, tôi lên tiếng trong vô thức. Những người trong phe của chúng tôi đã tấn công lên núi rồi. Họ đang muốn tấn công vào trong khe núi làng nha Phong ca điếm điếm môi. Tuy rằng tôi không rõ vì sao lại là như vậy. Nhưng nếu như đã tới đây rồi, trừ phi chúng ta đánh một trận, nếu không nghĩ có nát cái óc ra cũng chẳng có ra Đi chúng ta xông lên nào Nghe Phong cả lên tiếng Tôi và Lão Phong cũng gật đầu một cái thật mạnh Đồng thời trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều Nếu thật sự phải đối mặt với ba ngàn lệ quỷ Trang cảnh này sẽ rất lớn Chúng tôi có tránh né thế nào cũng không có thoát nổi Nhưng bây giờ thì chúng tôi đều đã hiểu ra tất thảy trước mắt chỉ là hình ảnh giả dối chỉ là ảo ảnh trộn lẫn với hơi nước mà thôi thực lực của đối phương cũng không mạnh như tưởng tượng cho nên tôi đã yên tâm hơn một chút tiếp đó dưới sự dẫn dắt của phong ca chúng tôi chuẩn bị tấn công liên tục về phía cổng lớn của khe núi để có thể tập hợp cùng với mọi người tuy nhiên khi chúng tôi vừa mới nhích người từ bên trong khe núi có một số lá cờ lớn bất ngờ bay lên sau khi những lá cờ này xuất hiện, chúng tôi dường như tỏa ra một nguồn năng lượng không thể giải thích được. Nhìn từ xa, những lá cờ lớn này đều có một lớp ánh sáng màu đỏ nhạt bao quanh. Tôi không biết đó là cái gì. Chúng ta cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tập trung tiến về phía trước. Nhưng càng đi xa, tình hình về phía của chúng tôi càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhìn xung quanh, về chúng tôi cũng có rất nhiều người, Nhìn quy mô này chắc cũng phải có từ 300 đến 500 người. So với 3.000 người bên phe đối lập đang đứng chờ ở trong khe núi, tôi thực sự chẳng là cái gì cả. Hơn nữa, tôi chỉ cần nước mắt một cái, đã nhìn thấy bộ dung ngôn đứng trong đám người. Cô ấy mặc một bộ đồ màu trắng, tay cầm nhuyễn khuyệt kiếm, dẫn đầu đoàn quân chém giết không ngừng. Cô ấy khẽ kêu lên một tiếng, liền có một con quỷ nô hoặc là thi quái ngã xuống cho gối thật sự rất ảnh dũng mà những con thi quái và quỷ nô kia liên tục bị đánh bại chúng đang cố gắng rút lui về hướng khe núi một tiếng ầm ầm trầm vang lên sau đó con đường dẫn vào khe núi đã bị đóng lại ngay sau đó một luồng ánh sáng đỏ nhạt tả ra ở bốn phía vào trong khe núi và những vùng xung quanh ngăn chặn không cho bộ dung ngôn đi vào dường như ánh sáng này đã bao trùm toàn bộ núi làng nhà. Một số quỷ tu muốn đột phá ánh sáng hoặc là bay thẳng qua cửa núi, hoặc là bay vòng từ một hướng khác vào trong khe núi làng nhà. Nhưng tất cả đều đã bị ánh sáng màu đỏ nhạt kia bắn ngược trở lại. Có hai kẻ xui xèo đã bị ánh sáng màu đỏ kia trực tiếp hất văng vào bên trong, chết ngay tại chỗ, hồn vì phách tán. Những quỷ tu còn lại đứng ở bên ngoài mặt đều tái đi, hãi hùng khiếp vía. Dường như ánh sáng màu đỏ kia có năng lượng rất lớn, hoặc là nó có sức mạnh của một loại bùa chú nào đó có thể xua đuổi được những ma quỷ ở bên ngoài, trừ khi phá vỡ được bức tường bằng ánh sáng đỏ này, nếu không họ sẽ không bao giờ có thể đi vào trong khe núi. Tôi đứng xa nhìn hết thảy cảnh này, người của phe chúng tôi hoàn toàn không thể tiến được vào trong khe núi tất cả đều bị ánh sáng màu đỏ kia ngăn ở bên ngoài. Hơn nữa đã có mấy quỷ tu bị hất văng ra ngoài vì cố ý dùng sức mạnh muốn xâm nhập vào trong ánh sáng màu đỏ. Thậm chí có con quỷ tu đã phải chết. Điều này làm cho tất cả chúng tôi đều rất kinh sợ. Đây là tình huống gì thế này? Chẳng lẽ lũ mất quỷ này đã sử dụng một loại trận pháp nào đó hay sao? Tôi thẩm nghĩ như vậy, những bước chân không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Hiện tại Mộ Dung Ngôn và những người khác đều đang tập trung hết ở trước cổng khe núi chờ tiến vào bên trong. Chúng tôi đi dọc theo khe núi đi xuống, không lâu sau, chúng tôi đã ra khỏi khe núi, đi đến trước mặt của mọi người. Sự xuất hiện của chúng tôi ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mặc kệ là có phải người quen hay không, đều không quan trọng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người của ba chúng tôi. Còn tôi thì nhìn tất cả mọi người một lượt, trừ mộ dung ngôn. Trong số những người này, cũng có vài người mà tôi quen biết. Chu Vận, Mạc Ba Ba, Dạ Phong, Dạ Hình, Lý Húc, Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu. Rất nhiều quỷ tu trong số này đều là quỷ lão một phương. Họ cũng có địa vị khá cao ở chỗ chúng tôi. Thấy nhiều người như vậy nhưng tôi không hề gượng ngùng còn chắp tay chào hỏi tất cả mọi người nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện mộ dung ngôn bỗng nhiên lên tiếng dinh phạm anh tới vừa đúng lúc nơi này đã bị hạ ấn chú rồi anh tới phá vỡ mấy cái thứ này đi nghe mộ dung ngôn nói tôi gây người ra một lúc lâu tôi đi phá vỡ ấn chú sao nhiều đại lão như vậy còn không có phá được thì tôi đây là một đạo sĩ nhỏ nhoi cùng lắm mới chỉ đạt tới cảnh giới đạo sư như tôi có thể phá nổi hay sao tôi lộ ra một tia nghi ngờ tôi có thể làm được không vừa dứt lời chu vận đang đứng bên cạnh đã quát lên anh đương nhiên là có thể làm rồi trừ anh ra còn có anh ta có thể giúp chúng tôi đấy nói xong chu vận trực tiếp chỉ tay về phía lão phong đang đứng bên cạnh tôi lão phong cũng có vẻ mặt bối rối cậu ấy hỏi Ờ, ở chúng tôi có thể làm được gì?" Khóe miệng Chu Vận nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm. "Chỉ có người sống như các anh mới có thể phá vỡ được loại phong ấn này thôi." Vừa nghe được lời này của Chu Vận, tôi và lão Phong không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên là cả hai chúng tôi đều không biết được nguyên nhân. Ngay lúc này, Mộ Dung Ngôn đã đi đến trước mặt tôi và lão Phong. Bỗng nhiên, Mộ Dung Ngôn hiện ra chân thân. Khi cô ấy tiếp tục đi đến gần hơn, bóng người vốn rất mơ hồ mờ ảo của mộ dung ngôn đã từ từ hiện rõ ra trước mắt của lão phong khi mộ dung ngôn đi đến chỗ chúng tôi lão phong đã có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô ấy lão phong có thể coi là người rất điềm tĩnh đã thấy đủ mọi loại việc hơn nữa ai trong số chúng tôi mà chưa từng nhìn thấy ma quỷ cơ chứ nhưng khi lão phong thực sự nhìn rõ được dáng vẻ của mộ dung ngôn trên mặt cậu ấy rõ ràng Đã lộ ra một tia cảm xúc khác lạ Hai con người cũng đã giãn ra Cậu ấy cũng bị sốc Trước vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần của mộ dung ngôn Vẻ đẹp của cô ấy quả đúng là không ai Có thể bắt trước Tư thái thì siêu phàm thoát tục Từ trước tới giờ Có lẽ Lão Phong đều không hề nghĩ tới Cô vợ quỷ của tôi Thế mà lại là một mỹ nhân xinh đẹp Động lòng người đến như vậy Lão Phong còn chưa tỉnh táo lại đang nghe thấy mộ dung ngôn mở miệng nói với hai người chúng tôi đây là một loại ấn chú đặc biệt của bọn mắt quỷ chuyên dùng để đối phó với ma quỷ và tà vật vô hình mà ở cái nơi này cũng chỉ có anh cùng với vòng tuyết hàn là có thể cứa cơ thể máu thịt chỉ cần các anh lợi dụng máu của mình là có thể phá vỡ được phong ấn trên chấn quỷ này thôi vừa nghe mộ dung ngôn nói như vậy tôi đã dễ dàng hiểu được ra nguyên do hóa ra đám mắt quỷ đã bố trí một trận pháp phong ấn ở nơi này hơn nữa còn là loại chuyên dùng để khắc chế ma quỷ xem ý của mộ dung môn để người sống như chúng tôi phá trận sẽ dễ dàng thành công hơn rất nhiều tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ lẩm bẩm một câu trong miệng trấn náp và phong ấn ma quỷ nói rồi tôi nhìn về phía của cửa núi quả nhiên ở phía trên của cánh cổng tôi thấp thoáng nhìn thấy một cái đầu quỷ ba mắt độc ác. Trong cái đầu ấy, giống như đang nửa cười nửa không, vô cùng đáng sợ. Tôi hơi nướng mày, sau đó lên tiếng. Được, thì buổi, cô nói cho chúng tôi biết phải làm như thế nào. Tôi nói tới đây, lão phòng mới hoàn hồn trở lại. Có hai kẻ xui xẻo Lúc này cậu ấy đã khôi phục lại được dáng vẻ bình tĩnh Cũng gật đầu nói Chỉ cần cô nói cách làm Tôi và Lão Đinh nhất Tất nhiên là sẽ cố gắng hết sức thôi Ngay khi tôi và Lão Phong vừa đồng ý Đám quỷ đứng xung quanh Đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi Ai cũng lộ ra vẻ mặt phấn khích Ồ oh, thật quá tốt Có sự giúp đỡ của hai vị nghĩa sĩ ở đây Vậy thì việc diệt trừ thế lực Của đám mắt quỷ chẳng còn khó khăn gì nữa đâu À, hai, hai vị nghệ sĩ này có lai lịch thế nào À còn nữa Vì sao trên tay người kia lại cầm kiếm gỗ đào Hình như còn rất thân quen với thủ lĩnh của chúng ta thì phải đó nhỉ Ôi cái tên ngốc nhà anh chứ Cái gì mà rất thân quen chứ Cái vị cầm kiếm gỗ đào kia Chính là chồng của thủ lĩnh của chúng ta đấy À cái, cái gì Thủ lĩnh kết hôn rồi sao Ôi ơi không thể nào Là chồng của thủ lĩnh chúng ta thật ư Chồng Trong mắt Hiện trường trở nên náo nhiệt hẳn, ai cũng mồm năm miệng mười. Rốt cuộc mấy trăm quỷ tu này vẫn có rất nhiều quỷ tu không hề quen biết tôi. Lúc này lại đột nhiên nghe nói tôi chính là chồng của mộ dung ngôn. Tất cả mọi người đều nhìn tôi không chớp mắt, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Nhưng tôi cũng chẳng buồn để ý tới mấy cái chuyện kia, mà chỉ chăm chú lắng nghe cách phá bỏ ân chú, để cho tất cả mọi người ở đây đều có thể tiến vào trong khe núi mấy người mộ dung ngôn chu vận cũng mô tả chi tiết cho tôi và lão phong cách phá bỏ trận pháp phòng ấn ma quỷ này việc này không quá khó chỉ cần chúng tôi nhỏ máu tươi lên đầu con ác quỷ kia lợi dụng máu mà để kích hoạt ấn chú là có thể phá bỏ nó đối với chúng tôi mà nói điều đó không quá khó khăn nhưng phương pháp này đối với ma quỷ mà nói lại không hề đơn giản như vậy bởi vì ma quỷ không có máu thịt Càng đừng nói đến chuyện dùng máu và ký huyết để phá vỡ ân chú kia Sau khi hiểu rõ cách phá trận Tôi và Lão Phong không hề hành động ngay Thay vào đó tôi kể lại toàn bộ những gì Mình đã thấy khi còn ở trên vách núi Tôi không biết tại sao lại như vậy Nhưng để đối phương phải tạo ra loại ảo cảnh thế này Nhất định phải có lý do nào đó Cho nên tôi định nói ra những tin tức này để cho những quỷ tu kia chuẩn bị lấy tinh thần. Bởi vậy tôi đã nói với mộ dung ngôn. À đúng rồi thì muội còn có chuyện này tôi phải nói với mọi người. Chuyện gì vậy? Mộ dung ngôn có chút hoài nghi, tôi lại tiếp tục nói. À trên đường đi tới đây, từ trên vách đá chúng tôi đã nhìn thấy trong cái núi toàn bộ đều là lệ quỷ. Chúng rất đông, số lượng cũng phải tới khoảng 3.000 con. Cái gì? 3.000 con? Lý Húc đứng bên cạnh Mộ Dung Ngôn giật mình hỏi lại. Trên mặt Dạ Phong, Vương Bảo Thành, Chu Vận và những người khác cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. "Lời này có thật không?" Dạ Phong cất tiếng hỏi. "Không thể nào, nơi này vẫn luôn bị giám sát, sao bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều quỷ nô như vậy được chứ?" Mạc bà bà cũng giật mình, cất giọng khàn khàn lên nói. Tới họ ngạc nhiên đến thế Tôi cũng không lấy làm lạ Tất cả đều nằm trong sự kiện của tôi Rốt cuộc Khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trong khe núi Chúng tôi cũng bị dọa cho đến choáng váng Trong giây lát Tôi cũng không có vội Tôi để Phong ca nói cho mọi người biết Kết quả đã phân tích khi ở trên đỉnh núi Phong ca giải thích chi tiết Rõ ràng tỉ mỉ từng câu một Như vậy cũng có thể chứng minh được chúng tôi đã thực sự nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng những hơi thở kia lại nói cho chúng tôi biết hết thảy đều chỉ là giả. Mọi người nghe xong cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, có hơi ngây ngốc, cũng không hiểu nổi bên kia đang muốn làm gì. Mặc bà bà quay lại hỏi mộ Dung ngôn: Ở tiểu thư, đám mắt quỷ dùng thuật che mắt để làm cái gì chứ? Hình như trước đây chúng ta chưa hề có làm như vậy. Mộ Dung Ngôn hơi nhíu đôi mày đẹp lại, trên mặt mang theo một tia sầu lo. Tôi cũng chưa có từng gặp. Mà Chu Vận bên cạnh lại hừ một tiếng. Sư tỷ à, đừng có nghĩ nhiều như vậy chứ. Nếu đây là thuật che mắt, tất nhiên là giả thôi. Chúng ta cứ đánh phá vỡ phòng ấn trấn quỷ này trước đã, đánh cho bên kia không còn một mảnh giáp rồi hãy nói sau. Chu Vận vừa dứt lời. Một quỷ tu vạm vỡ trên tay cầm một tiêu lớn bỗng nhiên đi về phía trước trầm giọng nói Thu vận tiểu thư nói không hề sai Nếu chỉ là thuật che mắt Chúng ta cần gì phải quan tâm đến nhiều như vậy Thủ lĩnh Cứ để hai vị nghệ sĩ phá vỡ trận pháp phòng ấn này Đã rồi nói sau Đúng vậy, đúng vậy Chú vận tiểu thư và kiểu đại ca nói không hề có sai đâu à, Đúng vậy, cứ giết chết rồi nói sau đi Ba ngàn lệ quỷ thì là cái gì chứ Đây đều là do tên quỷ Tam Nguyên và cái ả gì mỹ nhân kia bày ra mà để dọa người mà thôi. Hiện trường lại trở nên náo nhiệt một lần nữa, mà mộ dung ngôn cũng nói với chúng tôi, Đinh Phạm, Phòng Tuyết Hàn, hai người cứ phá vỡ ấn chú trước đi. Tuy rằng mọi người đều không biết được đối phương đã dùng loại thuật che mắt nào, cũng không biết đối phương dùng nó để làm gì. Nhưng nếu mọi người đều kiên quyết muốn phá vỡ ấn chú trước, tôi và Lão Phòng cũng không hề do dự nữa. Hai người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng bước từng bước về phía trước, chuẩn bị phá giải trận pháp phòng ấn, xông vào trong khe núi giết chết đám mắt quỷ. Ở trước mặt bao người, tôi cùng với Lão Phong từng bước tới gần cửa núi. Chúng tôi đã tới đây từ rất lâu rồi. Trên cánh cửa này tôi còn dán một lá bùa chú phong ấn mà để ngăn chặn những quỷ nô đó đuổi theo chúng tôi. Không ngờ nhanh như vậy, chúng tôi đã quay lại nơi này nhưng lần này chúng tôi quay lại đây chính là để tiêu diệt nơi này nhưng vào lúc này trước cửa núi trong toàn bộ khe núi đã bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt loáng thoáng như ẩn như hiện chúng tôi càng bước gần đến màn sáng này càng cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ hơn loại hơi thở này mang theo một chút hơi nóng tuy không tạo ra áp lực mạnh mẽ nhưng lại tạo ra một lực nhất định nhưng đây không phải là vấn đề lớn chúng tôi vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là những quỷ tu ở phía sau lưng chúng tôi lại không thể chịu đựng được lực đẩy này. Hơn nữa, họ còn cảm nhận được lực đẩy này rất rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã đi tới trước bức màn ánh sáng này. Tuy nhiên, màn sáng này cũng không có rõ ràng, tình thoảng lóe lên một chút ánh sáng màu đỏ như để tượng trưng cho sự tồn tại của nó. Lúc này, nó đã được gắn vào trên cửa núi khổng lồ đồng thời đám lệ quỷ mờ mịt cũng dần dần xuất hiện. Tôi và Lão Phong hít một hơi thật sâu, chỉ thấy tôi từ từ đưa tay ra. Ngay khi tay vừa chạm vào màn sáng kia, tôi liền cảm nhận được thí thứ cái gì đó cứng ngắc. Dường như tôi đang sợ lên pha lê vậy, nhưng nó không hề lạnh hay là cực nóng kỳ. Tôi dùng tay vỗ nhẹ vào màn sáng vài lần, thậm chí còn xuất hiện vài gợn sóng dao động. Tôi và Lão Phong cùng mở to mắt để quan sát, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Trong cái nghề này của chúng tôi, ai mà không biết, ai mà không am hiểu kỳ môn độn giáp, hàng ngũ, giáp thuật cơ, cơ bản chứ. Nhưng đến khi chuyển tới thế hệ của chúng tôi, đạo môn lại đang trên đà xuống dốc rồi. Nếu nhất định phải nói ra, ai có thể rời non lấp bề, lợi dụng tinh đấu thi triển giáp thuật, trí rằng chẳng có ai. Nếu cho đến hôm nay, khi gặp được trận pháp có thể bao phủ toàn bộ khe núi này, chúng tôi mới có cảm giác kinh hãi thế tục. Bây giờ mới thấy, đá mắt quỷ kia thật là hào phóng, dám dùng trận pháp bao phủ toàn bộ khe núi lăng nha này. Tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy thật kỳ diệu. Tuy rằng thủ pháp này đang nằm trong tay của tà giáo mắt quỷ, nhưng chúng tôi cũng coi như là có thể nhìn thấy một chút mảnh vụn của thuật kỳ môn độn giáp kỳ đạo môn còn ở thời kỳ huy hoàng. Tôi kinh ngạc mở to hai mắt rồi từ từ rụt tay lại. Sau khi xác nhận được phạm vi, tôi và Lão Phong đều lần lượt dơ vũ khí của mình lên. Sau đó đặt vũ khí lên lòng bàn tay. Một đường cắt xuất điện, chúng tôi đều cảm thấy hơi đau. Trên lòng bàn tay của hai người chúng tôi đều có một vết thương nhỏ. Máu tươi nhanh chóng tràn ra từ vết thương. Tôi và Lão Phong đồng thời giơ tay, chỉ nghe vang một tiếng tại chúng tôi đập thẳng vào màn sáng mộ dung ngôn nói phong huấn này chấn áp ma quỷ và kiềm chế tà vật nhưng đối với vật còn sống lực kiềm chế cũng không mạnh lắm mà máu tươi chảy ra từ cơ thể của hai người chúng tôi chính là vật khắc tinh của trận pháp này tôi và lão phong chỉ cần sử dụng máu tươi của chính mình rồi kích hoạt đạo khí trên người cùng lúc mà để phát huy ra được sức mạnh như thế trận pháp này sẽ có thể bị phá vỡ từng chút một. Chỉ cần bức màn sáng do trận pháp này tạo ra bị phá vỡ, một lối vào sẽ được mở ra. Sau đó, vòng ấn chấn áp ma quỷ này sẽ tự động biến mất đi. Vì vậy, sau khi hai chúng tôi cùng đập tay vào màn sáng, liền bắt đầu vận chuyển đạo khí trong cơ thể. Vừa vận khí, chúng tôi vừa không ngừng chuyển đạo khí tới lòng bàn tay, sau đó thông qua bàn tay rót vào trong trận pháp kia nói ra cũng thật kỳ lạ sau khi chúng tôi liên tục rót đạo khí vào màn sáng máu chảy ra từ vết thương trên lòng bàn tay chúng tôi lan ra hóa thành hình giống như là mạng nhện bắt đầu từ lòng bàn tay của chúng tôi chúng lan rộng và dày đặc phía trên bức màn ánh sáng lờ mờ này nhìn thấy điều này tôi và lão phong đều cảm thấy vô cùng quỷ dị thậm chí có một chút khó hiểu nhưng hiện tại trận pháp bị phá vỡ, chúng tôi không có thời gian để ý tới mấy cái chuyện linh tinh này. Còn những quỷ tu đứng sau lưng chúng tôi đều đã chừng lớn cả hai mắt, lặng lặng như chúng tôi mà xoa nắn lòng bàn tay, mặt đầy vẻ mong chờ. Sau khi máu từ từ lan ra như mạng nhện, màn sáng lờ mờ cũng có chút phản ứng. Màu đỏ nhạt ban đầu, vốn dĩ chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, lúc có lúc không. Vậy mà lúc này lại liên tục xuất hiện Hơn nữa nhiệt độ trên bức màn Cũng bắt đầu tăng cao lên Trước đây chỉ là hơi nóng mà thôi Nhưng bây giờ cả tôi và Lão Vong Đều trực tiếp tiếp xúc với tấm màn Đã cảm nhận được sức nóng của nó Thậm chí còn bắt đầu thấy bỏng tay Có vẻ như là nhiệt độ của bức màn sáng này Đang tăng lên Như thể nó sắp bị máu tươi làm cho tan chảy vậy Nhưng khi nhiệt độ tăng lên tôi và Lão Phong cũng cảm thấy không được thoải mái. Hơn nữa, tôi và Lão Phong cũng càng ngày càng tiêu hao nhiều đạo khí hơn. Nhưng điều duy nhất là bức màn ánh sáng này càng đỏ và mỏng hơn, dường như nó có thể phá vỡ ra bất cứ lúc nào vậy. Đầu của ác quỷ ba mắt trên không trung thỉnh thoảng xuất hiện trực tiếp trên màn sáng. Đây rõ ràng là điềm báo của sự tàn vỡ. Tôi và Lão Phong vẫn kiên trì, chịu đựng sức nóng truyền đến tới lòng mặt tay. Mà nhóm quỷ tu đứng ở dưới đây thực sự là vấn khích, giống như là được tiêm thêm máu gà vậy. Nhanh lên, nhanh lên, tốt quá rồi, trận pháp này sắp vỡ rồi. Ôi, chúng tôi rất muốn là xông vào giết bọn chúng ngay lập tức đây, tôi đã nhất nhịn 30 năm rồi đây. <laughs> Anh mới có nhất nhịn 30 năm thôi sao? Tính từ lúc tôi và thủ lĩnh chạy thoát được ra ngoài, tôi đã nhịn được 100 năm, 50 năm rồi đây. Những năm gần đây chúng tôi phải trốn đông trốn tây, người chết kẻ bị thương. Hôm nay cuối cùng cũng được thổi kèn phản công rồi đây. <laughs> trong lúc phía sau đang sôi nổi, ai cũng lộ ra vẻ trông trông mong, thì một đám mây đen đột nhiên bay về phía trước tháp canh cửa núi. Theo sau đó là một tiếng hử lạnh. Tôi và lão phong nhìn xung quanh. Thấy một bà già mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh tháp Bà ta cầm một cây trượng màu đen Chỉ để lộ ra một chiếc cầm Khô quát lại Nhìn kỹ lại Bà già kia không phải ai khác Chính là lão quái vật đã lâu chưa gặp Dì Mỹ Nhân Một trong những lãnh đạo tối cao nhất Tại khu vực của chúng tôi Cũng là người lãnh đạo tại vân đà này Ngay khi dì Mỹ Nhân vừa xuất hiện Căn bản còn chưa đợi kịp tôi lên tiếng Đám quỷ tu ở phía sau đã lập tức xồn xao Dì Mỹ Nhân cái lão yêu bà này Những giọng nói ồn ào Những gương mặt dữ tợn Ai cũng hận không thể sông lên Mà xé xác lão yêu bà này ra Nhưng lúc này Dì Mỹ Nhân lại hừ lạnh nói Đám phản đồ chúng mày Dám bao vây tấn công Vân Đà núi làng nha Lão yêu bà kia Màu đưa tay chịu trói đi Màu dung ngôn quát lên Lúc này dì mỹ nhân lại kéo chiếc mũ đội trên đầu xuống Để lộ ra gương mặt già nua khô gầy Trên khuôn mặt dữ tợn của bà ta Lộ ra dáng vẻ vô cùng giận dữ Trong đôi mắt bà ta Cũng tỏa ra ánh sáng vô cùng yêu dị Mộ dung ngôn Đừng nghĩ mày sinh ra có gương mặt xinh đẹp Thì đã vội đắc ý Khi tao còn trẻ Tao còn xinh đẹp hơn mày gấp mấy trăm lần Tập hợp một cái đám lâu là bé nhỏ mà muốn chống lại giáo phái của tao sao? Dưới mắt thánh, tất cả những kẻ phản bội chúng mày đều sẽ phải hồn phi phách tán. Giọng nói của dì Mỹ Nhân tràn ngập sự tức giận, ánh mắt bà ta nhìn bộ dung môn như mang theo những con tàu nhỏ vậy. Vậy sao? Vậy đêm nay tôi sẽ cho bà hồn phi phách tán trước. Sắc mặt của Chu Vận lạnh băng, trực tiếp quát lên một tiếng, Lão yêu bà kia chỉ chừng mắt với chủ vận một cái Không tiệm lên tiếng Bà ta chỉ vẫy vẫy tay về phía sau Sau đó có một con mèo đen lớn Từ đâu bỗng nhảy lên tòa tháp Ngay khi con mèo đen lớn kia xuất hiện Tôi đã nhận ra nó Đây đúng là con mèo đen đã theo dõi chúng tôi Ở lò hỏa táng Sau khi bị phát hiện ra Thì đã lợi dụng thuật ngũ mệnh chân thân Chó má gì đó mà để chạy trốn không ngờ chúng tôi lại gặp được tên nhãi danh này ở đây. Con mèo đen to lớn vừa xuất hiện, dì Mỹ Nhân đã lạnh lùng nói, Tiểu hắc, út chạch máu của đám sâu bọ này đi. Dì Mỹ Nhân vừa dứt lời, con mèo đen kia đã phát ra một tiếng gầm gừ meo meo keo khẽ. Nó đạp hai chân, rồi lấy đà trực tiếp nhảy tới trước cửa khe núi. Tuy nhiên, ngay khi con mèo đen nhảy tới trước cửa núi, nó đột nhiên lắc người biến thành một con quái vật mình người mặt mèo tứ chi của nó đều bám chặt ở trên cánh cửa trong miệng còn không ngừng phát ra những tiếng rít gào meo meo tôi và lão phong đang phá trận nên không ai dám động đậy chỉ lặng lặng tiếp tục vận chuyển đạo khí mộ dung ngôn và phong ca thấy như thế liền bay tới chỗ chúng tôi trước chịu đựng lực đẩy do màn sáng kia tạo ra đứng cạnh hai bên chúng tôi để phòng ngừa bất chắc nhưng con quỷ mèo kia không hề di chuyển thêm nó mở miệng và đột ngột hút vào tức khắc chúng tôi nhìn thấy những đường vân máu dày đặc của chính mình bao phủ cả tấm màn ánh sáng đã bị hút đi chỉ trong giây lát tất cả máu đều bắt đầu di chuyển lên phía trên cuối cùng đã bị con mèo đen kia hút vào trong miệng Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi và Lão vong đều trợn tròn cả mắt. Mẹ kiếp, còn có loại phương pháp thế này hay sao? Vậy không phải tất cả số máu chúng tôi đều đắt đổ ra trước đó đều trở nên vô ích rồi hay sao? Sau khi khí huyết biến mất, màn ánh sáng kia lại bắt đầu nhấp nháy. Màn ánh sáng sắp bị phá vỡ lại lập tức khôi phục như lúc đầu, đã mất đi màu đỏ đậm và trở nên mờ ảo Tất cả những nỗ lực trước đây của hai người chúng tôi đã lập tức bị con quỷ mèo này đập tan. Đột nhiên, nhìn thấy một màn như vậy, cả người tôi đều cảm thấy khó chịu. Mẹ nó chứ, cái chuyện quái gì thế này? Cứ như vậy, chúng tôi sao có thể phá vỡ được trận pháp này đây? Cho dù có đổ hết máu thì phong ấn trấn quỷ này cũng không thể bị phá vỡ. Ngoại trừ tôi, Lão Phong cũng đang cau mày, còn âm thầm từ một câu chết tiệt mà cái bộ phù thủy già kia đứng ở trên tòa tháp cách đó không xa lại bày ra vẻ mặt tươi cười giả tạo ở ngay lúc này mụ ta tạo ra tiếng cười ha hả trói tai chỉ dùng cái chút cái mánh khóe nho nhỏ này mà còn muốn phá trận pháp của bọn tao đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày trên mặt của dì mỹ nhân hiện lên vẻ mặt đắc ý còn ở bên này chúng tôi đã tức giận đến nổi lửa Thật đáng chết Cái con mèo yêu đó đã hút hết máu tôi đi rồi Như này thì biết phá trận thế nào đây à, Đúng vậy đúng vậy Nếu cứ tiếp tục như vậy Dù có đổ bao nhiêu máu thì cũng là vô ích thôi Xong rồi Bây giờ e rằng không thể tấn công được nữa Trong lúc nhất thời Tại hiện trường bắt đầu xuất hiện rất nhiều lời bàn tán phần lớn đều không nghĩ có thể phá được trận pháp này mà đây là cách duy nhất để phá vỡ phong ấn trấn quỷ này nếu cách này mà thất bại thực sự không còn cách nào khác nữa tôi cao mày sau đó cả tôi và lão phong đều dừng việc rót đạo khí vào màn sáng kia sau đó quay đầu lại nhìn về phía bộ dung ngôn đang đứng bên cạnh thi buổi bây giờ phải làm sao còn có cách nào khác hay không sắc mặt của bộ dung ngôn cũng rất khó coi cô ấy khẽ lắc đầu không có chỉ có mỗi cách này thôi ngay đến đó tôi không khỏi thở dài nếu thật sự chỉ có mỗi một cách này vậy hôm nay họ sẽ phải xấu hổ rồi đã đến tận cửa phân đà của đám mắt quỷ rồi lại bị trần pháp này ngăn cản lúc này lòng của tôi thật sự có một loại cảm giác bất lực khó nói thành lời vậy mà mụ dị mỹ nhân vẫn cứ giữ nụ cười giả tạo như cũ chờ tới khi trời sáng để xem chúng mày còn vây đánh phân đà núi làng nha thế nào đây chờ cho tới, tới lúc ấy bà già này sẽ thả cái đám thi quái này ra cắn chết cả hai tên đạo sĩ này nói xong lão yêu bà kia đã dùng ánh mắt dữ tợn nhìn tôi và lão phong trầm trầm tôi và lão phong là hai người sống duy nhất có mặt ở đây còn lại tất cả đều là quỷ tôi chậm mặt xuống không đáp trả lời mụ ta trong lòng tôi còn đang mải suy nghĩ Xem có cách nào khác hay không Mà ở cách đó không xa Một số quỷ tu khác như là Dạ Phong, Lý Húc, Vương Bảo Thành Đằng Nghiêu, vân vân Cũng đang xôn xao Họ đều đang bàn bạc Muốn tìm ra một cách phá giải Trận pháp phong ấn khác Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại ngoài trừ cách thức vừa rồi Không còn cách nào khác có thể phá giải được phong ấn kia Nhưng phương pháp này Căn bản không có tác dụng mèo yêu kia có thể hút máu nếu mà tiếp tục sử dụng phương pháp ấy rõ ràng chỉ là vô dụng dưới cái tình huống như vậy chúng tôi thực sự có cảm giác muốn lên trời mà không có cửa muốn xuống đất cũng không có đường chúng tôi đều bị chặn lại ở cửa không ai có thể hiện được ra năng lực của mình chỉ trong thời gian chưa đến một phút lão yêu bà cùng con mèo yêu kia đã phá vỡ đi tất cả sự chuẩn bị và chờ mong của chúng tôi chúng tôi không có đi, bọn họ cũng không đi. Mộ Dung Ngôn và những người khác đã rút lui để thảo luận biện pháp để đối phó. Tôi và Lão Phong cũng đã quay trở lại. Lúc này chúng tôi lặng lẽ đứng một bên hút thuốc lá để giải tỏa cái cảm xúc này. Bởi vì liên quan đến thân phận, hai người chúng tôi không tham gia vào được cuộc thương nghị của một chúng quỷ, nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng có vị quỷ tu muốn mời tiên gia tới giúp đỡ lợi dụng quan hệ của mộ dung ngôn và hồ mẫu muốn nhờ hồ mẫu tới đây mạnh mẽ phá vỡ quỷ ấn kia để mọi người có thể vọt vào trong khe núi nhưng vì khoảng cách hơi xa chúng tôi nghe không được rõ cho lắm nhưng may mắn thay chúng tôi cũng chẳng quan tâm lúc này lão phong phun ra một làn khói và chậm rãi lên tiếng vấn đề hiện tại kỳ thật chính là cái con mèo yêu đáng chết kia chỉ cần nghĩ ra được cách đối phó với con mèo chết tiệt đó hẳn cái những về vấn đề còn lại đều có thể giải quyết nhanh chóng thôi. Lão Phong vừa dứt lời, Phong ca cũng hừ lạnh một tiếng chả phúng nói. "Ồ nghĩa, ai chẳng biết vấn đề nằm ở chỗ con mèo yêu kia, nhưng chính vì cái trận pháp này mà chúng quỷ không cách nào mà tới gần con mèo yêu kia được. Nếu không, phải vì trận pháp kia ngăn cản, ông này đã xé xác con mèo yêu dị hợm kia rồi. Phong ca khinh thường mở miệng, nhưng anh ta cũng không thể đưa ra kế sách gì Tôi bỗng loáng thoáng cảm giác được gì đó Hơi nhăn mày lại Tôi bắt đầu tự lầm bẩm trong miệng Con mèo kia Con mèo kia Hai người Lão Phong và Phong Ca Thấy tôi bỗng nhiên bắt đầu lầm bầm Thì đều liếc nhìn nhau một cái Sau đó tôi liền nghe thấy Phong Ca hỏi mình Này Tiểu Đinh Có phải cậu đã ghi ra được cách gì hay không Tôi không trả lời anh ta Mà vô thức mở lòng bàn tay của mình ra Nhìn lòng bàn tay xong tôi lại đưa mắt nhìn về phía con mèo yêu đang ngồi sổ mở trên cửa núi và nhìn chằm chằm vào chúng tôi kia. Ngay sau đó, một tia sáng chợt lóe lên, một ý nghĩ xuất hiện ở trong tâm trí tôi. Đúng, là chúng tôi không cách nào đối phó với con mèo yêu kia, nhưng con mèo yêu kia lại từng tiếp xúc với chúng tôi. Máu, nó cần phải hút máu của chúng tôi mới có thể ngăn cản chúng tôi phá trận này. Nghĩ một chút đến việc này, trong lòng tôi lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng vội vàng mở miệng nói có tôi tôi có cách rồi ờ à, có cách rồi sao tiểu đinh là cách gì vậy lão đinh cậu nói nhanh lên biểu cảm trên mặt lão phong và phong ca cũng cùng thay đổi vội vàng thúc giục tôi tôi nhảy chóng nói nếu như chúng ta không cách nào mà để tiếp cận con mèo yêu kia nhưng nó lại hút máu của chúng ta hoặc là nói nếu máu của chúng ta cũng có thể khắc chế được nó thì sao có phải nó sẽ không dám hút hay không hoặc nói cách khác chúng ta có thể sẽ hạ độc vào trong máu chỉ cần con mèo yêu kia dám hút máu nó sẽ bị trúng độc mà chết vậy chúng ta có thể có biện pháp phá trận đúng hay không tôi vội vàng nói sau khi lão phong và phong ca nghe được những lời này trong lòng họ cũng bỗng thấy choáng váng ờ à, đúng vậy sao tôi lại không nghĩ tới ra chứ Phong ca cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng Lão Phong cũng có vẻ nói Ồ oh, không có sai đây chính là cách hay đấy Chúng ta mau nói cho mọi người biết đi Chỉ cần có thể lấy được một chút thuốc độc thôi Những việc còn lại dễ dàng làm rồi Tôi vội vã gật đầu Sau đó chạy thẳng đến chỗ của bộ dung ngôn Và những người khác đang thảo luận Bọn họ vẫn còn đang bàn bạc xem hey, Không có sai Hiện giờ chúng ta chỉ có thể mời hồ tộc tới đây thôi ờ à, chỉ có tiền ra hồ tộc ra tay muốn có thể phá vỡ trận pháp này ừ, đừng có quan tâm nhiều nữa đi thủ lĩnh mau ra tay đi Mộ dung ngôn thở dài ngay đến đó tôi lập tức hô lên không cần đâu tôi có cách rồi mọi người vừa nghe tôi hô lên như vậy đều lần lượt quay đầu lại khi vừa nhìn thấy bóng dáng của tôi mộ dung ngôn vẫn còn ngây ngốc nhìn xung quanh rồi mở miệng theo bản năng Đồ thần ông chết tiệt Ờ Đinh Công Tử Về mặt Lý Húc tràn đầy sự nghi hoặc Người anh em cậu có cách gì vậy Vương Bảo Thành nhanh nhỏ lên tiếng hỏi Lúc này tôi đã đi đến trước mặt mọi người Những người này nhìn chằm chằm vào tôi với sự nghi ngờ Tôi cũng không làm việc vô nghĩa trực tiếp nói thẳng Vấn đề nằm ở chỗ con mèo kia Nó có thể hút máu của hai người chúng tôi Nếu như đã như vậy Chúng ta hãy dùng máu các chế nó đi Hoặc là nói hạ độc đó Các vị thấy sao Tôi vừa dứt lời Tất cả mọi người có mặt ở đây Đều ngây ngẩn cả người Đằng Nghiêu lập tức vỗ vào chán của mình một cái Mẹ kiếp Sao tôi lại không nghĩ tới cái chuyện này nhỉ Ờ đúng rồi Đây chính là một cách hay đấy Quỷ tu tay cầm rìu lớn Cũng phấn khích nói Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người ở đây đã nhận ra rằng Đó là một cách tốt nhưng một cách đơn giản như vậy Vừa rồi lại chẳng có ai nghĩ đến nó Mộ dung ngôn mỉm cười Rồi gật đầu nói với tôi Tôi lại cười cười Sau đó lại nói Nhưng mà trong tay của tôi Cũng không có thuốc độc Vừa dứt lời Một ông già nhỏ bé bỗng từ đâu chui ra Ông lão cất giọng nói khàn khàn nói Đinh công tử Không cần lo lắng Có phong trần tán nhân Tôi ở đây Bất kể loại độc nào tôi cũng có thể điều chế ra Chỉ cần có cách Đừng nói là độc chết con mèo kia Cho dù là có mèo chín đuôi Tôi cũng có thể chế ra loại độc Có thể giết chết được nó Đột nhiên nhìn thấy một ông lão Tự xưng là phong trần tán nhân lên tiếng Trong lòng tôi tự tin thêm vài phần Mà đằng nưu ở bên cạnh Đã vội vàng thúc giục Lão quái phong trần ông còn trần chờ cái gì nữa Mau mau đem cái lợi độc lợi hại nhất của ông ra đây Độc chết con mèo yêu kia đi chứ à, Đúng vậy đúng vậy Mau lấy lại độc mạnh nhất của ông ra đi Một lóc quỷ mà tôi không hề quen biết Cũng xen lời vào Phong trần tán nhân cười ha ha <cười> Chất độc mạnh nhất Chắc chắn không cần thiết đâu Ở đây tôi có một tia khói độc Nói xong, Ông lão tinh danh này mở bàn tay ra Rồi thổi vài cái Ngay lập tức Tôi nhìn thấy có một làn khói đen Rất mảnh bay ra từ lòng bàn tay của ông ta Sợi khí màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay của ông ta Trông giống như một con cá chạch Tụ lại không có tiểu tán Thoạt nhìn trông rất kỳ dị Vậy mà phong trần tán nhân Vừa nhìn làn khói độc này vừa cười ha hả Đắc chí <laughs> Đây là thứ bần đạo đã chế tạo từ phần mộ trí ác nhất ở sâu trong núi. Ngoại trừ bần đạo ra, bất cứ sinh vật nào hút phải lan khí này đều sẽ trúng độc mà chết đi. Lát nữa bần đạo sẽ giấu làn khói độc này vào bên trong cổ tay của Đinh Công Tử. Khi cậu phá trận, khí độc sẽ hòa lẫn với máu tươi. Chỉ cần con mèo yê kêu dám hút vào Nhất định sẽ phải chết Ông làm tốt lắm đấy Lý Húc cười to Những quỷ tu xung quanh cũng đều rất vui mừng Còn dì Mỹ Nhân và con mèo đứng ra Nhìn chằm chằm vào chúng tôi Không hề hay biết Chúng tôi đang bàn bạc cái gì Việc này không nên chậm trễ Bắt đầu đi thôi Mộ Dung Ngôn nói Phong trần tán nhân cũng gật đầu đồng ý Ý bảo tôi giơ tay ra Tôi đừng tay trái lên Không chút do dự Phong trần tán nhân chỉ ngón tay vào cổ tay trái tôi Làn khí đen mỏng manh kia trực tiếp Chui vào bên trong cổ tay áo Trong lúc nhất thời Tôi chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình Lạnh lẽo dị thường Giống như Thể là tôi đang chạm vào băng tuyết vậy Rất là lạnh Nhưng đã được sợi khói độc này tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng về con mèo kỳ nữa ngay sau đó tôi ôm quyền lên trước một mặt một người nói các vị tôi đi phá trận pháp ngay bây giờ sau đó phải phiền đến các vị tiền bối rồi đinh công tử nói vậy chứ đó là nghĩa vụ của chúng tôi thôi phong trần tán nhân mỉm cười nói những người còn lại đã không thể chờ đợi thêm được nữa mộ thông môn cũng gật đầu với tôi sau đó tôi lại ra hiệu cho lão phong hai chúng tôi lại bước về phía cửa núi một lần nữa hai người chúng tôi chỉ mới vừa bước ra gần tới cửa núi lão yêu bà đứng trên tháp kia lại chào phúng chúng tôi sao nào còn chưa từ bỏ ý định sao chỉ cần truyền máu một lúc nữa thôi là chúng mày sẽ không thể giữ nổi được cách mạng nhỏ này nữa đâu liên quan quái gì đến bụng chờ phá được trận pháp này tôi phải giết bụng đầu tiên Tôi mở miệng không chút cách khí, lại một lần nữa dùng vũ khí rạch ra một vết thương trong lòng bàn tay. Dì Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng, không biết dấu, không biết tốt dấu gì hết. Sớm muộn gì, chúng mày cũng phải chết trong tay của bà già này. Tôi cũng chẳng buồn làm nhảm thêm mấy câu vô nghĩa với bà ta. Chỉ lúc nhìn Lão Phong một cái, rồi hai người chúng tôi cùng giơ tay lên. Bang một tiếng, chúng tôi cùng nánh thẳng lên trên màn ánh sáng màu đỏ nhạt cùng lúc đó hai chúng tôi cũng vận chuyển đạo khí máu cũng đã bắt đầu lan ra như mạng nhện giống hình lúc nãy lấy lòng bàn tay của chúng tôi làm trung tâm và bắt đầu lan rộng ra xung quanh vẻ mặt gì mỹ nhân trở nên dữ tợn tiểu hát hút sạch máu của bọn chúng đi xem bọn chúng còn cách nào khác hay không lão yêu bà kia vừa dứt lời con mèo yêu kia lại gầm lên một tiếng mèo rồi đột ngột há miệng ra bắt đầu hút lấy hút để máu tươi trên mặt dáng đột nhiên tinh khí và máu tươi của hai chúng tôi đã tản ra như mạng nhện bỗng tụ tập lại thành một hướng cuối cùng biến thành một dòng chảy chảy thẳng vào trong miệng con mèo yêu kia cũng ngay khoảnh khắc này tôi chỉ cảm thấy cái lạnh cửa ống tay áo đột nhiên biến mất như thể nó di chuyển từ cổ tay xuống và chìm lẫn vào trong dòng máu tươi cuối cùng giời khí lạnh ấy đã đi theo dòng máu chảy của tôi trôi vào trong miệng con mèo phong trần tán nhân đứng nhìn từ xa căn bản không hề bị ai chú ý tới ông ấy bắt đầu kết thủ ấn sợi khí độc mỏng manh kia đã đi theo máu tươi không ngừng tới gần con mèo yêu tôi nhìn chằm chằm vào con mèo yêu gớm ghép kia không dám để lộ ra sơ hở Chẳng mấy chốc, tôi chợt thấy một đường khí đen hòa lẫn trong máu tươi, bị hút vào trong miệng của con mèo. Trong lòng tôi lập tức cảm thấy mừng như điên, hạ độc đã thành công. Mà cùng lúc đó, phong trần thán nhân đằng xa cũng thay đổi thủ ấn, miệng khẽ quát lên một tiếng khai. Toàn thân ông ấy rung chuyển dữ dội, hai tròng mắt trợn ngược lên, còn người cũng giãn ra. Không chỉ có như thế, ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng mèo gào thét, meo từ chỗ của con mèo kia cả người con mèo run lên phụt một tiếng nó phun ra một gụm máu từ trong miệng tiểu hắc tiểu hắc mày mày làm sao vậy dì mỹ nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào con mèo yêu có chút khó hiểu còn chúng tôi thì lộ ra vẻ tươi cười trên mặt nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại không có con mèo yêu kia hút máu tươi trận pháp này nhất định là sẽ bị phá còn về phần con mèo yêu kia sau khi vun ra một ngụm máu tươi thì trực tiếp ngã từ trên mặt cửa xuống núi xuống đất khi nó rơi xuống đất còn tạo ra một thanh âm loảng xoàng tuy tôi không thể nhìn thấy chi tiết nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu meo meo vô cùng tạm thiết vang lên không ngừng sau khi dì mỹ nhân hô lên vài tiếng cũng đã phát hiện ra điểm khác lạ mụ ta lập tức quăng cái nhìn hung ác về phía hai người chúng tôi Chúng mày Chúng mày đã làm gì với tiểu hắc của tao Không chờ chúng tôi trả lời Chúng quỷ tu phía sau lưng đã lập tức cầm đủ loại binh khí lên, đồng loạt bước về phía trước. Đồng thời phong trần tán nhân cũng bày ra dáng vẻ đắc ý cười ha hà, ha, mở miệng nói. <laughs> cũng không có gì, chẳng qua nó chỉ có bị trúng độc bần đạo mà thôi. Không quá 5 phút nữa mèo yêu kia sẽ bị thủng ruột mà chết đi dì mỹ nhân nghe được lời này sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng Hay cho cái tên lão quái phong trần nhà mày đang lẽ tao nên sớm giết chết mày từ lúc mày còn ở sườn núi mã vương rồi nói xong dì mỹ nhân cầm chặt quải trượng đen nhảy từ trên tháp xuống hẳn là muốn để chỗ của con mèo yêu kia ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nói thầm như là có như không của ủy mỹ nhân tiểu hắc cố lên cố gắng lên có chủ nhân ở đây mày sẽ không chết được tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo mơ hồ sau đó thì im bặt nhưng tôi và lão phong còn đang phải chuyển tâm chuyên tâm mà đi phá trận cũng không hề để ý đến quá nhiều cùng với việc tụ truyền máu tươi vào, mạng nhện dệt từ máu tươi đất nhanh chóng lan rộng ra trên phạm vi 2 mét vuông. Hơn nữa, những nơi mà máu tươi lan tới có màu sắc càng ngày càng đậm hơn. Vì trên trận pháp, cái đầu quỷ ba mắt hiện ra càng rõ. Sau khi màu sắc tiếp xúc trở nên đậm hơn, trong chốc lát, một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Tấm màn sáng màu đỏ nhạt, tựa hồ như bị tan chảy đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ ngay khi cái lỗ mới xuất hiện nó bắt đầu lan rộng ra xung quanh cái lỗ bắt đầu rộng ra càng lúc càng lớn hơn nữa theo cái lỗ trống này xuất hiện toàn bộ khe núi ở phía trên màn sáng màu đỏ nhạt đều bắt đầu chợt lóe hiển nhiên là trận pháp không đủ ổn định thấy vậy những người bên phe chúng tôi lại càng trở nên phấn khích hơn À, phá rồi, phá rồi, trận pháp này sắp hỏng rồi, phòng ngấn trấn quỷ này đắp xong trụ nổi nữa rồi. Đều lại tiếng cầm gừ vang lên, cả một đám giống như là được tiêm thêm máu gà vậy. Khi màn sáng bị tan chảy và sắp rụp đổ đến nơi, cái đầu quỷ ba mắt trên tấm màn sám cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa. Bỗng dừng, tiếng nổ phanh vang trời xuất hiện. Toàn bộ bức màn ánh sáng màu đỏ nhạt bao phủ cả khe núi lăng nha đã lập tức bị phá vỡ cuối cùng hóa thành từng đợt thương bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Trận pháp phòng ấn trấn quỷ kinh hãi thế tục, cứ như vậy mà bị phá vỡ. Đầu quỷ ba mắt cũng vì thế đã nứt ra, tuyên bố với mọi người rằng trận pháp này đã hoàn toàn bị phá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chúng tôi ở bên này đều trợn tròn cả mắt, tất cả mọi người cùng đồng thanh hét lên một tiếng giết. Trong phút chốc, mấy trăm con quỷ hóa thành một dòng nước lũ xông thẳng vào khu vực trung tâm của cứ điểm mắt quỷ tại núi làng nhà để phá vỡ được trận pháp phong ấn trấn quỷ kia đã tốn của chúng tôi không ít thời gian mà chúng quỷ tu đã sớm không nhịn được nữa rồi lúc trận pháp vừa bị phá vỡ tất cả đều lập tức muốn lao vào chém giết còn về phần cánh cửa núi kia nó đã lập tức bị dạ phong và lấy húc phá hỏng đi sau đó Tất cả mấy trăm quỷ tu đều lao thẳng vào Tôi và Lão Phong cũng lập tức thu tay lại Lấy băng gạc ra Băng bó vết thương trên tay của mình lại Cả hai chúng tôi đều mất rất nhiều máu Cho nên sắc mặt của chúng tôi không thể nào tốt được Môi của hai chúng tôi đều đã có chút sắc trắng Sắc mặt cũng đã hơi tái đi Nhưng mà trong lòng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ Chỉ cần có thể nhổ được tận gốc cứ điểm mắt quỷ tại đây bỏ ra một chút máu tươi cũng không là gì cùng lúc này mộ dung ngôn đã bay tới trước mặt hai người chúng tôi đinh phạm anh còn ổn chứ nghe mộ dung ngôn lên tiếng lại còn quan tâm đến tôi trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp tôi không có sao vẫn có thể tiếp tục chiến đấu mộ dung ngôn gật gật đầu vậy tôi vào trong trước mọi người nhất định phải cẩn thận đấy yên tâm đi cô cũng nhớ phải cẩn thận đấy Mộ Dung Môn không có nói gì nữa, chỉ mỉm cười với tôi. Ngay sau đó, cô ấy kiêng một người một cái, trực tiếp bay vọt vào trong khe núi. Phong ca thấy hai người chúng tôi đã băng bó xong, cũng lên tiếng nhắc nhở chúng tôi. Ờ à, được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, nhìn xem trong đó rốt cuộc có có quỷ gì đây. Vừa dứt lời, Phong ca là người đầu tiên trông ra ngoài. Thấy thế tôi và Lão Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, Tốc độ của chúng tôi rất nhanh Nhưng cũng không nhanh bằng những quỷ tu đó Nhưng khi lao vào cửa núi Chúng tôi chỉ cảm thấy bên trong cực kỳ lạnh Lạnh đến mức dị thường Hơn nữa Thi khí và sát khí không ngừng thổi qua Rất nồng, nồng đậm Nhưng sau khi lao vào Tôi lại chỉ thấy bên trong trống rỗng Chỉ có những áo máu Chỉ có những ao máu Dùng để luyện chế lệ quỷ và thi nô càng nhìn nơi này trong lòng tôi lại càng cảm thấy kỳ lạ rõ ràng là khi còn bò trên vách núi chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ ở đây nhưng sau khi chúng tôi tiến vào lại chẳng thấy có một con quỷ nào nữa chúng tôi nhất thời không nghĩ ra được nhưng mọi người vẫn liều mạng lao về phía trước chuẩn bị tiến vào hàng động khe núi này không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ ít nhất thì xung quanh phải dài từ hai đến ba cây số địa thế khá bằng phẳng chỉ có những vách đá phủ đầy dây leo. Chúng tôi theo sau chúng quỷ tu tiếp tục tiến về phía trước. Ngay khi Dạ Phong và Lý Húc sắp nhảy vào trong hang động, chợt dị biến xảy ra. Trên đầu chúng tôi đột nhiên có mây đen quét qua, gió lạnh thổi khắp mọi phía. Ngay sau đó, những làn khói đen bốc lên từ khắp mọi nơi. Nhìn thấy dị biến như vậy, tất cả mọi người ở đây đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng đã có rất nhiều quỷ tu hét lên cẩn thận. Nhưng họ vừa dứt lời, những làn khói đen xung quanh lần lượt hóa thành những con lệ quỷ hung ác. Có quỷ nô, mọi người cẩn thận. Một tiếng gầm giống vang lên, khói đen tỏa ra từ bốn phía đã hóa thành vô số lệ quỷ. Chúng tôi không ngừng giết gào, ngao ngao, rồi lao về phía chúng tôi. Lúc đầu chỉ có 70-80 con lệ quỷ xuất hiện, không phải là vấn đề việc gì lớn. Chúng tôi có hơn 500 người đối đầu với 7, 80 lệ quỷ. Hơn nữa, đạo hạnh chúng tôi đều rất đều chúng nó đều rất thấp, chỉ trong nháy mắt đã bị giết sạch. Nhưng 7, 80 con lệ quỷ này vừa mới bị giết chết, làn khói lại tỏa ra khắp nơi. Lần này phải lên tới đến 3 đến 2 đến 300 con lệ quỷ xuất hiện này. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 95 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.